Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem cảnh của ghe lưới rút lấy cá nục dời nha anh em. 60 tấn nục dời. Anh em thấy cái đẩy cá không? Cái đẩy cá gớm, cái đẩy cá chưa? Đó, đẩy cá chăn ban mà nó gầm cứng luôn. Thuyền trưởng độ tầm 60 tấn nha anh em. 60 tấn nục dời ha. Bây giờ là khoảng tầm 4 giờ rưỡi sáng đó, anh em của ghe đang néo múc đó. Đội hình của xuồng nước là đứng chật nè anh em, đứng chờ lấy cá khoảng tầm 5-6 chiếc đứng chờ ha. Chiếc nào lấy hết rồi thì chiếc khác vô tiếp tục lấy mềm, mà chiếc khác vô chở tiếp đó. Bây giờ múc cá rồi nè anh em, nục dời nha anh em. Nục dời khoảng 3 con 2 con ký đó. Nếu múc đưa cá qua đó anh em, anh em quan sát thấy rõ là nguyên cái vàng mà phao đầu á bị nhận lúc xuống dưới hết luôn. Họ có ganh canh nhưng mà nó nhận lúc xuống dưới mất hết. Lúc tầm mấy mét ha, nó đang lừng tầm mấy mét. Cái sợi dây mà cột cho cái cần mà đỡ ganh đầu á, cái cần ganh đầu nó xỉa ra đó. Nó gặt một phát gãy cái cần ganh đầu luôn. Gạt gãy cần ganh đầu cho nên là anh chủ tàu ảnh có cột với sợi dây khác đưa vô bên trong quay vô trụ kẻo, nó chịu lần đầu. Bây giờ ké nó nhận lúc hết cái vàng phao luôn. Bây giờ anh em ngư phủ đang lấy ké nha anh em. Nó sử dụng giật chụp thẻ xuống nhận lúc mất đầu hết, lần cái đẩy thôi, thẻ giật chụp xuống lấy đó, kéo ké lên nè anh em đó. Ké nục dời không á, con to chà bé luôn đó. Quay cận cảnh cho anh em xem, xì giọt đổ ké tùm lum hết. Con nhìn từ xe thấy vậy chứ tầm 2-3 con ký nha anh em. Nục dời con nó như cổ chân, mấy con mà bự á, con kìa ký luôn á. Ghe này của lưới rút Phú Yên nha anh em, lưới rút Phú Yên dài tầm 18 mét, dài tầm 18 mét ha, chuyên đánh nục dời. Anh này là sát nục dời lắm, năm nào là cũng ăn được 1-2 món nục dời đó. Năm nay mới đầu mùa bờ món này 60 tấn rồi nè. Nục dời mấy năm nay được giá nha anh em, giá tầm 2 mấy á, nếu mà 60 tấn là còn khoảng tầm 1,5 tỷ á. Nghĩa là quát lưới này trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng ha. Nếu múc luôn nhận lúc đầu mất trơn hết, giờ còn cái đẩy ké nó lần ở dưới múc luôn. Có anh thúng, bạn thúng bơi ra làm gì. Ồ, múc một giọt ú nù luôn nè anh em đó, coi để mắt luôn. Bữa nay mình lại cần ghe mình quay cho anh em xem luôn. Anh em muốn đón một vợt mấy tạ thì đón ha. Bữa nay mình không có đón vợt mấy tà nữa, để cho anh em xem video anh em tự đón cho vui. Món cá 60 tấn mà anh em bạn lấy nhìn rất là nhẹ nhàng ha. 5-6 người lấy cá, còn 5-6 người thì 6-7 người khác thì hỗ trợ bên xẻ cá, bên qua cho thu mua.
đầu phao và nhận lúc hết. Cũng lần đầu tiên mình thấy cảnh mà nó nhận cái kiểu mà mất cái đẩy ké mà nó gầm lúc mất phao hết. Thường thường thì nó nhận mất phao còn có ganh bù, đây nhận thấy lúc bù hết luôn. Đẩy ké còn lưới quá trời luôn, còn lưới còn lằng thằng quá trời, chưa có lón đặt lại mà thọc vợt mút luôn, chứng tỏ cái lượng ké quá nhiều. Có khó khăn gì mà mấy bạn đứng dòm. Rồi đem vợt qua múc tiếp. Vợt chụp nè anh em, biển mình gọi vợt này là vợt chụp, nó như một cái dòng nha tre vậy, nó nặng. Nó thả xuống một phát là nó găm xuống tới cái đầy ké, mà mình không muốn nó găm sâu thì mình thả tới tầm nào thì mình ngưng lại, tới ké mình ngưng lại, mình kéo lên thì nó lấy được cái con ké tươi nha anh em. Còn là mình thả sâu quá thì nó lấy kẻ con kẻ tử nữa, cho nên là đeo phần anh em người ta ít khi mà thập cái vợt sâu đó. Thập vợt sâu chúng ta mất nhiều, chúng ta múc nhiều lần á, chúng ta sóc ké nên là ké nó dở bị tử, thì chúng ta lấy từ trên ta lấy xuống thì hết kẻ tư thì con kẻ tử ở dưới thì chúng ta phải chấp nhận. Còn một số anh em thì sợ ké ở dưới nó tử cho nên là lấy từ dưới lấy lên. Đó, một con nào con nấy đã kéo luôn, quay cận cảnh luôn cho anh em xem. Múc vợt nào vợt nấy u nụ luôn. Nhìn mấy anh em này làm lấy ké chuyên nghiệp quá, rất nhẹ nhàng thôi, tập xuống là múc kéo lên thôi. Có anh Thúng bơi mấy cục dội bù ra, bắt đầu ganh phao thêm, với giờ nó nhận lúc sâu quá sâu. Hên là hôm nay trời cũng có lượng nhẹ thôi, chứ cũng chưa phải là quá căng. Nếu mà trời mà hơi có lượng thêm tí xíu nữa là lấy món ké này cũng bầm dập. Đó, đem bù ra bắt đầu cột thêm đỡ ganh. Bây giờ ké như nó bắt đầu nó tử lần anh em, tử lần nó nhận càng lúc phao lúc đầu xuống. Để ké lưới nhìn còn lòng thầm mà chưa có lón chặt mà lấy lượng ké quá nhiều luôn, thập cái vợt xuống quá sâu luôn. Đeo phần thì anh em lấy ké hả, ít khi họ lón đặt thì ké nó mau tử, cho nên người ta đỡ lưới rộng cho con ké nó có cái lượng oxy nó sống, để chúng ta lấy con ké tươi bán giá trị nó cao. Vợt này múc bị trật lỡ kéo lên luôn. Ghe này lưới rút của Phú Yên nha anh em ơi, dài tầm 18 mét ha. Số Nimro hay gọi ở địa phương là B67 ha. Anh em nào trong đoàn lưới của Phú Yên hoặc là Bình Định thì chắc chắn sẽ biết tàu ké này, cũng là một đại hiệp xuất sắc trong người làm biển. Trời sáng bây giờ khoảng tầm 5 giờ rưỡi 6 giờ kém. Cột ganh được một cái cục bù anh em, cột lần do con mà cột mà cho nẫu cái đầu lưới lên là nẫu không có nổi nha.
cột cho nổi cái đầu lưới lên là không có nổi mà. Nó găm lút luôn, giờ cột cái bù cho nó chịu hờ đó. Đó, lấy trái đó nữa cột thêm vô. Hai bên trái bù nó găm. Bả dèm vậy nè, trời hơi có lường lắc nên bả dèm cho nó trong gió trong nước chúng ta dở lấy ké hơn. Bả dèm cho nó trong lường. Đọc dợp xuống tiếp. Ganh bù. Đọc dợp xuống quá sâu luôn nè. Để ké này sâu lắm, cặp giọt xuống sâu quấy luôn, thẻ giọt đi thoải mái luôn à. Đó, bắt đầu kéo. Giọt xuống sâu quấy ở dưới luôn, để ké sâu lắm anh em. Thường thường ta liền giọt xuống nên ta kéo lên liền. Này liền giọt xuống sâu quấy ở dưới luôn. 5-60 tấn ké. Kích cỡ tầm gì. Múc lên đó, lấy toàn cái sống không. Mình đi mình quay lại rất là nhiều cảnh nhưng mà mình quay mỗi tàu cá khác nhau cùng với đánh bắt nhiều cái loại cá khác nhau cho anh em xem nó bớt nhàm chán video lại. Chứ còn cái cảnh mà khai thác như là lấy ké hàng ngày mà riêng về con ké nọc á thì đa phần là vài ngày thì mình quay lại rất là nhiều ha. Điều mình thay đổi cái loại ké cho anh em xem video nó hấp dẫn và thú vị hơn. Ganh hai trái bù nó nhận lần đầu lên bớt. Tranh thủ múc cho nó nhẹ cái đẩy bớt. Múc khoảng tầm 20 tấn cho nó nhẹ cái đẩy bớt cho nó nổ cái đẩy lên bớt. Trời hơi có lượng nên mình quay video nó hơi rung lắc tí xíu nha anh em chịu khó xem hết video ha. Múc lên tiếp. Giọt nào giọt nấy ư nứ. Đẩy qua bên kia, xẻ thẳng qua bên xuồng. Ghe này từ hôm bữa đầu tháng tới giờ là cộng thêm vác lưới này nữa là tầm 3 tỷ rồi nha anh em. Ghe tầm 18 mét làm rất là no. Này là lưới rút của Phú Yên nha anh em ơi. Số Nimro là 367 anh em. Đây là số Nimro hay gọi của trong đoàn lưới rút. Còn ở trên ghe thì số Nimro hai số cuối là 76. Đó, có chữ Anh Nghĩa B67 của tổ đoàn 19 tập đoàn lưới rút Phú Lạc Phú Yên. Từ hôm bữa đầu mùa tới giờ là làm đầu trăng tới giờ là làm luôn quát lưới này nữa là tầm 3 tỷ rồi đó anh em. Thu mua còn 5-6 chiếc đứng dòng hoài nhóc luôn, chờ cái chiếc nào chở mềm thì chiếc nọ lại chở tiếp tục thôi.
anh này xác nục dời quá trời. Trời hơi có lượng anh em. Trời hơi có lượng. Quay video nó lắc mà muốn té luôn. Đó, mình thay đổi góc quay cho anh em xem ha. Đó, xẻ qua. Xẻ qua cái đục vọt, xẻ thẳng vô trong hầm luôn. Lượng đậu có một cây lớn, có một cây lớn muốn hết thấy ghê luôn. Rồi mình xin mời anh em xem video tiếp tục nha. Mời anh em xem đến cuối video. Bây giờ mình tập trung mình quay cái góc quay cho nó hấp dẫn. Chứ mình vừa quay vừa nói thì trời nó hơi lượng á, cho nên là mình tập trung không có được. Thu mua nè anh em, thu mua 5-6 chiếc đứng gian hàng chờ. Làm ngờ lưới rút mà đánh được gá nục dời là gọi là cao thủ nha anh em. Làm ngờ lưới rút đêm á, cá nục dời là khó đánh nhất. Đánh được nục dời là thuộc thật sự là cao thủ trong làm lưới rút rồi đó. Thôi chúc anh em xem video vui vẻ nha. Anh em nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh. Thì mình sẽ cố gắng quay nhiều cái video hấp dẫn hơn nữa, thú vị hơn nữa cho anh em xem. Tuy nhiên mỗi cái video của mình quay trên biển nó có những cái lúc mà nó hơi rung lắc, có những lúc trời lượng rất là sóng gió rất là lớn, nhưng mà gặp cái cảnh nó cũng hay, cho nên mình cố gắng mình quay lại cho anh em xem. Cho nên là đôi khi chúng ta coi trong video chúng ta chịu khó nó hơi rung tí xíu, nhưng mà cái nội dung nó cũng khá là đặc sắc nha anh em. Xin chào và tạm biệt anh em. Mời anh em xem đến cuối video nha. Bây giờ mình tập trung mình lái, mình gieo máy quay lại cho anh em khác quay ha. Bây giờ mình lái tàu thôi. Lái tàu đi chỗ khác. Xin chào và tạm biệt anh em nha.